Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đang giao dịch ở mức 61.500 đô la, chuẩn bị đóng nền tháng 6 với mức giảm khoảng 15%. Theo Loop On Chain, một ví Bitcoin không hoạt động trong 14 năm đã xuất hiện trở lại. Ví này đã gửi 50 Bitcoin trị giá khoảng 3,05 triệu đô đến Binance. Chiếc ví không hoạt động thuộc về một tựa đảo Bitcoin thời kỳ đầu. Địa chỉ ví không hoạt động kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2010 đã nhận được 50 Bitcoin dưới dạng phần thưởng khai thác vào cùng ngày. Ví đã nắm giữ Bitcoin mà không di chuyển kể từ đó. Quay trở lại năm 2010, Bitcoin được giao dịch dưới mức 1 đô la và chỉ vượt qua ngưỡng này vào tháng 2 năm 2011. Đến tháng 6 năm đó, giá đã đỉnh ở mức 30 đô. Hiện tượng ví Bitcoin thời kỳ đầu thức tỉnh không phải là mới. Một số ví từ thời Satoshi, khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2011 cũng đã chứng kiến hoạt động tương tự. Vào tháng 3 năm 2012, một ví khác chứa 489 Bitcoin trị giá 20 triệu đô la vào thời điểm đó đã được kích hoạt lại sau 11,4 năm không hoạt động. Ví này đã đạt được mức lợi nhuận khủng khiếp là 42 triệu%. Các công ty phân tích on-chain đã xác định được hai ví cá voi quan trọng vào tháng 7 và tháng 8 năm 2023 đã không hoạt động trong hơn một thập kỷ. Những cá voi này đã chuyển hàng nghìn Bitcoin từ địa chỉ của chúng. Trong đó một cá voi chuyển 1037 Bitcoin trị giá 37,8 triệu đô đến một địa chỉ mới. Và cá voi còn lại chuyển 1005 Bitcoin trị giá 29,7 triệu đô tại thời điểm đó. Gần đây hơn vào tháng 4 năm 2024, một ví khác đã không hoạt động trong 14 năm đã chuyển 50 Bitcoin trị giá hơn 3,28 triệu đô đến Coinbase. Ngoài ra, một người nắm giữ Bitcoin lớn đã ngủ đông trong một thập kỷ đã có động thái vào tháng 4, chuyển 246 Bitcoin từ một địa chỉ nắm giữ 1701 Bitcoin. Cá voi này đã nhận được 4272 Bitcoin vào năm 2013, khi Bitcoin có giá trung bình là 29,39 đô la. Thông tin tiếp theo, khi tháng 7 đang đến gần, cộng đồng crypto đang chú ý đến các Ethereum ETF đã nhận được đèn xanh của SEC Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 5, gần thời điểm ra mắt chính thức. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Chủ tịch SEC Gary Gensler đã xác nhận rằng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Bất chấp thị trường chung điều chỉnh, những người nắm giữ ETH thể hiện niềm tin kiên quyết vào tiền điện tử. Theo Glassnode, chỉ báo Long Term Holder NUPL đo lường hành vi của những người nắm giữ ETH trong hơn 155 ngày, cho thấy nhiều cảm xúc khác nhau của các nhà đầu tư. Hiện tại, LTH NUPL của Ethereum nắm trong vùng niềm tin màu xanh lá cây. Khi điều này xảy ra, các nhà đầu tư dài hạn tự tin về đợt tăng giá sắp tới. Trong ngắn hạn, ETH đã trải qua mức giảm gần 15% trong 30 ngày qua khi đang giao dịch ở mức 3.400 đô. Trong những tình huống như thế này, tâm lý chung của các nhà đầu tư là bi quan. Tuy nhiên, nếu các mức hỗ trợ được duy trì cho đến ngày ETF ra mắt, nó có thể thúc đẩy nhu cầu cao hơn đối với ETH. Và thông tin cuối cùng, XRP dường như đã tìm thấy đáy và sẵn sàng phục hồi mạnh. Nhà phân tích Captain Phibic lưu ý rằng, mục tiêu trung hạn của XRP là 2 đô la, cho thấy tiềm năng đạt được lợi nhuận lớn trong những tháng tới. Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cung cấp những hiểu biết quan trọng về biến động giá được dự đoán này. XRP phải đối mặt với ngưỡng kháng cự ngang giữa 0,65 đô la và 0,7 đô. Vùng này đã là rào cản mạnh đối với xu hướng tăng giá trong quá khứ, đã được thử nghiệm nhiều lần trong lịch sử. Hơn nữa, ngưỡng kháng cự được xu hướng giảm dần, kết nối các mức cao thấp hơn từ đầu năm 2021 đến nay, hội tụ với ngưỡng kháng cự ngang quanh mức 0,65 đô đến 0,7 đô la. Sự hội tụ này củng cố vùng kháng cự này, khiến nó trở thành vùng quan trọng cho các đột phá tiềm năng. Biểu đồ cho XRP cho thấy một mô hình tam giác đối xứng, được hình thành bởi đường xu hướng tăng dần hỗ trợ và đường xu hướng giảm dần kháng cự. Các tam giác đối xứng thường chỉ ra sự hợp nhất và thường theo sau là một đột phá theo cả hai hướng. Hành động giá hiện tại cho thấy XRP đang giao dịch gần điểm hội tụ của tam giác này, cho thấy rằng một đột phá có thể sắp xảy ra. Trong trường hợp đột phá lên trên ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần và ngưỡng kháng cự ngang 0,65 đô la đến 0,7 đô, mục tiêu dự kiến là khoảng 2 đô la. Điều này thể hiện mức tăng tiềm năng đáng kể khoảng 266,87% tính từ điểm đột phá. Do đó, sự đột phá như vậy sẽ báo hiệu một động thái tăng giá mạnh mẽ cho XRP, có khả năng đạt được mục tiêu 2 đô la đầy tham vọng. Chủ tịch Ripple Monica Long đã tham gia vào nhóm ủng hộ XRP ETF. Cô nói, tôi nghĩ sẽ rất hợp lý nếu ai đó ra mắt XRP ETF. Trong cuộc phỏng vấn, Monica Long nhấn mạnh một số yếu tố ủng hộ việc ra mắt XRP ETF, bao gồm tuổi thọ của XRP và khối lượng giao dịch cao trên các sàn giao dịch hàng đầu. XRP đã giao dịch trong top 10 được bao lâu? Có lẽ là suốt đời. Và trên các sàn giao dịch hàng đầu như Coinbase và Kraken, nó chắc chắn nằm trong top 5 về khối lượng giao dịch hàng ngày. Ngoài những yếu tố này, Long lập luận rằng XRP và Bitcoin
là những tài sản tiền điện tử duy nhất có sự rõ ràng về mặt quy định tại Hoa Kỳ, trích dẫn phán quyết của tòa án vào tháng 7 năm 2023 trong vụ kiện của SEC chống lại Ripple rằng XRP không phải là chứng khoán. Các chuyên gia về ETF như Nate Gerasi và nhà phân tích cấp cao của Bloomberg James Seyfarth đã nêu bật trước khi các ETF gắn với các altcoin như XRP và Solana có thể được ra mắt, cần phải hoàn thành một số bước, có thể mất tới vài năm. Các bước này bao gồm việc phê duyệt và ra mắt thị trường tương lai do CFTC quản lý cho các tài sản. Với những cân nhắc này, Gerasi đặt mốc thời gian ra mắt XRP ETF không sớm hơn năm 2025. Ngược lại, James Seyfarth đã đặt mốc thời gian thận trọng hơn, đó là vào năm 2026. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.